Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ngay chỗ cái ngã tư vòng xoay ngay chỗ siêu thị nè, siêu thị Copmark nè. Và nó có một cái đường thẳng rẽ vào mà người ta chưa làm đường xong á. Bây giờ mình sẽ chạy vào đó và mình quay lại cho mọi người nha. Có lẽ nó không chưa. Dự kiến là nó không đến đâu. Phía bên này là ngân hàng Vietcombank nha các bạn. Ở này đất trống thôi. Các người ta đang bươn ra đang sai gì đây không biết, không thấy bản công trình luôn. Ở đây chắc xây nhà đây là sai gì ta, nó có bản này giống như hình như là của Yamaha hay sao ấy, giống như cửa hàng bán xe máy sao các bạn. Phía này thì nó là đất trống thôi, đồng ruộng hồi xưa. Nó có một công trình gì nè, sắp sai nè, mình cũng không thấy luôn, chưa có bản quy hoạch. Ồ, phía trước là như đường keo thôi, cây keo à. Hình như là nó chưa thông các bạn ơi. Nó có đường rẽ phải nè, này đi vào được nha các bạn. Hình như là biết đường rồi, tốt là biết đường rồi các bạn. Chạy thẳng là vô nhà người ta rồi. Thôi thì mình sẽ quay lại. Đây bây giờ mình sẽ rẽ vào đây mình coi thử nha. Coi thử là nó dẫn đi tới đâu. Ừ rồi đó hả. Có nhà anh em mình cũng không sợ. Ừ nhà đẹp kia ta. Vùng rừng cao luôn. Tự nhiên vô đây nghe cái mùi cay á, giống như nhớ con đá gà. Không biết là chà thẳng là nó dẫn đi tới đâu. Mình đoán là dẫn ra cái chỗ mà cà phê gì đó. Hồi trước là quán cà phê gì Thủy Tiên hả? Không nhớ nữa. Thôi bây giờ mình sẽ rẽ phải nha. Rẽ phải ra hướng ra ngoài đường cái nè. Đường làng vẫn có. Biết rồi nha các bạn. Đường này là Rồng Phú Ninh nè. Nhờ thằng bạn mình thấy cái mạng đó luôn. Vãi. Đó, lắc mà. Đường kia thì cũng ra được. Chắc nhìn nó không biết mình đâu. Đây có con rồi mà.
đó thì bây giờ quanh lại rẽ lại cái đường cũ các bạn, tới cái vùng bên nãy đó. Rồi như vậy nha các bạn, mình kết thúc video đây nha. Mình sẽ tìm ra những con đường mới và mình khám phá tiếp tục. Qua lại cho bạn.